Lật Mặt 7 của Lý Hải thu gần 200 tỷ đồng nhưng chưa phải món ăn quá hấp dẫn. Dù có chủ đề không mới, Lật Mặt 7, Một Điều Ước, Lý Hải đạo diễn, vẫn thuyết phục người xem vì thông điệp ý nghĩa, để lại nhiều cảm xúc. Đó là lý do tác phẩm đại thắng vào dịp lễ 30, 4 và 1 phần 5 năm nay. Lật Mặt 7, Một Điều Ước hiện là phim Việt thu hút sự chú ý của khán giả ngoài rạp. Tác phẩm vượt nhiều đối thủ để đứng đầu bảng xếp hạng của Box Office Việt Nam, đơn vị quan sát phòng vé độc lập, hốt gần 200 tỷ đồng trong dịp lễ 30, 4 và 1 phần 5. Dự án cũng lập kỷ lục là phần phim đạt doanh thu 100 tỷ đồng nhanh nhất trong thương hiệu Lật Mặt do Lý Hải cầm trịch. Sau khi xem phim, phần lớn ý kiến khán giả đánh giá tốt tác phẩm vì nội dung gần gũi, thông điệp giàu ý nghĩa và để lại nhiều cảm xúc. Nội dung đơn giản nhưng gần gũi. Câu chuyện của Lật Mặt 7 khá đơn giản, đi theo mô típ quen thuộc khi khai thác chủ đề tình cảm gia đình. Nội dung xoay quanh nhân vật chính là bà Hai, Thanh Hiền, có 5 người con đều đã trưởng thành, mỗi người một nơi xây dựng gia đình riêng. Ở tuổi 73, bà chỉ mong mỏi một lần được thấy các con về nhà đông đủ, nhưng hiện chỉ có con gái Ba Lành, Đinh Y Nhung, sống gần mẹ. Một lần, bà Hai bị tai nạn gãy chân, phải ngồi xe lăn nhưng 5 người con lại đùng đẩy. Không ai có thể về nhà chăm sóc mẹ. Vì vậy, bà phải đến thăm từng nhà, từ đó tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của các con. Như các phần trước, kịch bản phim vẫn do Lý Hải chấp bút. Theo chia sẻ từ đạo diễn, có nhiều chi tiết trong kịch bản được lấy cảm hứng từ gia đình anh. Đơn cử, tên nhân vật chính là tên mẹ anh nhưng đổi họ, số người con giảm xuống còn 5 để dễ sắp đặt đường dây kịch bản. Trước đó, chủ đề tình cảm gia đình từng được khai thác thành công qua các phim như Bố Già hay Nhà Bà Nữ. Song, Lý Hải vẫn biết cách dẫn dắt câu chuyện để người xem không có cảm giác nhàm chán. Đặc biệt, đạo diễn xây dựng tính cách, số phận nhân vật khá tốt. Mỗi người con của bà Hai đều có một hoàn cảnh khác nhau, đang đối diện với những khó khăn khác nhau. Khi đến từng gia đình nhỏ, người mẹ già nhìn thấy nỗi đau của các con, từ đó chữa lành họ bằng cách này hay cách khác. Kể lại câu chuyện của bà Hai, Lý Hải không tìm cách lấy nước mắt người xem bằng những chi tiết bi lụy. Trái lại, các tình huống rất đời thường được sắp đặt, cài cắm một cách nhẹ nhàng, dễ cảm. Từ đó, đạo diễn xoáy sâu vào giá trị tình thân trong xã hội hiện đại. Cuộc sống tất bật đôi lúc khiến nhiều gia đình thiếu sự kết nối. Tình cảm vì thế cũng dần vơi bớt vì ai cũng phải dành thời gian lo cơm áo gạo tiền. Chính thông điệp này giúp tác phẩm chạm được đến trái tim của nhiều người xem, dù không phải ai cũng ở trong hoàn cảnh tương tự bà Hai. Lý Hải thay đổi. Lật Mặt 7, Một Điều Ước ra mắt đúng 9 năm kể từ phần đầu tiên phát hành. Với vai trò đạo diễn, Lý Hải đã có nhiều nỗ lực để xây dựng thương hiệu Lật Mặt cũng như cải thiện kỹ năng kể chuyện. Phần phim mới nhất cũng là cú chuyển mình bất ngờ của Lý Hải khi anh mạnh dạn lược bỏ các yếu tố hành động, hài hay giật gân từng giúp thương hiệu thành công để chuyển sang một hướng đi hoàn toàn mới. Đạo diễn cũng đầu tư mạnh vào bối cảnh, đưa người xem đi qua nhiều địa danh đẹp ở Việt Nam, từ vùng núi Lạc Dương đến ven biển Ninh Thuận, từ thành phố Hồ Chí Minh đến thủ đô Hà Nội. Tất cả hiện lên sống động với đặc trưng văn hóa, giúp câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Trong những phần trước, Lý Hải thường khiến nhiều người bất ngờ vì cách chọn diễn viên. Anh thường không chọn ngôi sao mà luôn ưu tiên những gương mặt có khả năng diễn xuất tốt, có thể truyền tải được cảm xúc nhân vật một cách chân thực và tự nhiên. Thành công của các phần Lật Mặt chứng minh đạo diễn hiếm khi chọn sai người. Tương tự, các nhân vật trong Lật Mặt 7 gần như được Donny đóng giày cho từng diễn viên, từ vai chính bà Hai đến các vai phụ do các diễn viên nhí đảm nhận. Khi hợp tác với Lý Hải, các diễn viên cũng có cơ hội biến hóa, làm mới bản thân để chinh phục khán giả. Đơn cử, Trần Kim Hải từng để lại ấn tượng với nhân vật xấu tính, nhàm hiểm trong Lật Mặt 6, nay trở thành người con trai nhiều tâm tư, tình cảm trong Lật Mặt 7. Hay Tín Nguyễn nổi tiếng là một tiktoker xinh đẹp, bị nhiều người hoài nghi về khả năng diễn xuất. Nhưng khi xuất hiện trong phim của Lý Hải, cô hóa thân thành công một người phụ nữ tảo tần. Luôn chờ chồng về mỗi khi mưa bão. Các gương mặt quen thuộc trong phim của Lý Hải như Tiết Cương, Long Đẹp Trai cũng mang lại tiếng cười nhẹ nhàng dù chỉ xuất hiện với thời lượng ngắn ngủi. Dẫu vậy, Lật Mặt 7 vẫn chưa phải là một món ăn quá hấp dẫn. So với những phần trước, phim không có nhiều nút thắt, không có những cú twist gây bất ngờ. Nhiều tình tiết còn hơi khiên cưỡng và dễ đoán.
Một số phân đoạn được xử lý chưa tốt, tạo cảm giác lê thê, khiến thời lượng phim dài 138 phút. Với một số người, ngôn ngữ điện ảnh của Lý Hải vẫn khá bình dân và chưa có nhiều điểm ấn tượng. Phần âm nhạc cũng được xử lý chưa tốt dù đạo diễn có kinh nghiệm làm ca sĩ lâu năm. Bỏ qua những hạn chế, Lật Mặt 7, Một Điều Ước vẫn chạm đến số đông vì thông điệp giàu ý nghĩa. Đây vẫn là một tác phẩm đáng xem, xứng đáng với những lời khen ngợi mà nó nhận được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.